Kính thưa quý vị, tại sao Kinh Thánh lại khuyên rằng kẻ nghèo hãy khoe mình về phần cao trọng của mình? Đó là câu Kinh Thánh mà một số người vin vào để đưa ra cái thắc mắc này. Câu Kinh Thánh đó được ghi lại ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 9. Ai trong anh em là người nghèo hãy nên khoe mình về phần cao trọng của mình. Và thắc mắc được nêu lên là tại sao Kinh Thánh lại khuyên những người nghèo hãy khoe mình về cái phần cao trọng của mình. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đọc hai câu Kinh Thánh là Gia-cơ đoạn 1 câu 9 và câu 10 luôn đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý mà Kinh Thánh muốn đề cập ở tại đây. Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 9 và câu thứ 10. Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn. Vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Vì người sẽ qua đi như là hoa cỏ. Kính thưa quý vị, đó là lý do mà Kinh Thánh bảo rằng nếu mà mình nghèo thì mình cũng không nên chỉ vì nhìn vào một cái thực tế là mình đang nghèo. Và mình buồn rầu, chán nản. Hoặc là nếu mà mình là người giàu có thì cũng đừng nhìn vào ở trong cái sự giàu có hiện tại của mình ở trên đất này để rồi chúng ta kiêu căng, khoe khoang. Nhưng lời khuyên của Kinh Thánh là chúng ta hãy nhìn xa hơn. Ở đây Kinh Thánh nói rằng vì đời người sẽ qua đi, vì đời người sẽ qua đi như hoa cỏ. Vì đời người sẽ qua đi như hoa cỏ. Đó là điều Kinh Thánh khẳng định. Cuộc đời của con người sẽ qua đi giống như hoa, giống như cỏ. Có nhiều loại hoa chỉ có buổi sáng thì nở đẹp lắm. Nhưng mà buổi chiều thì nó đã héo rồi. Có một số loại hoa khác thì có thể lâu hơn. Nhưng rồi thời gian cũng không lâu. Tất cả đều cũng sẽ bị khô héo. Cỏ cũng giống như vậy. Và Kinh Thánh ví sánh đời người giống như hoa cỏ sớm nở chiều tàn. Hôm nay vẫn tươi xanh nhưng ngày mai có thể sẽ khô héo. Và vì cái sự ngắn ngủi tạm bợ của cuộc đời cho nên chúng ta cần phải hiểu cái cuộc sống mà chúng ta đang sống ở đây nó chỉ là tạm bợ. Và nếu nó chóng qua thì sau cái chóng qua đó nó còn điều gì nữa không? Hay là sau cái chóng qua là chấm hết. Với một số người thì nghĩ rằng là cuộc đời này ngắn ngủi thật, chóng qua thật. Nhưng mà sau khi mà chúng ta chấm dứt cuộc đời này thì coi như đó là cái dấu chấm hết. Và đó là một cái ý nghĩ theo tôi là không có cơ sở, là sai lầm. Là bởi vì cuộc đời của tôi và quý vị nó không phải giống như là hoa cỏ và nó chấm dứt hoàn toàn. Nó chỉ tạm thời chuyển hóa qua một cái trạng thái khác mà thôi. Cho nên Kinh Thánh gọi rằng chúng ta là người ở trọ, là kẻ đi đường như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 11. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta như là một người ở trọ, như là kẻ đi đường mà thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta sẽ sống mãi trên trần gian. Nhưng mà cũng không có nghĩa là sau khi chúng ta chấm dứt cuộc đời này là dấu chấm hết. Bởi vì nếu chúng ta gọi là ở trọ, thế thì sẽ có quê hương, sẽ có cái nhà ở của chúng ta. Nếu chúng ta gọi là kẻ đi đường thì chúng ta cuối con đường đó, chúng ta cũng sẽ đi đến một cái nơi chốn. Như vậy thì vì cuộc đời này chóng qua như là hoa cỏ. Và Thánh Gia-cơ khuyên chúng ta rằng nếu người nào nghèo thì hãy nhìn xa hơn, sau cái khi mà cuộc đời chấm dứt thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng nào. Nếu là người giàu thì sau khi cuộc đời này chấm dứt, người giàu sẽ đi về đâu? Và có hai cái viễn cảnh khác nhau của đời người. Một số người sẽ được ở trong cuộc sống cao trọng, vinh hiển, phước hạnh ở trong nước vĩnh hằng, trong thiên đàng của Chúa.
Một số người khác thì sẽ đau khổ. À, họ sẽ mãi mãi ở trong cái tình trạng nghèo khổ và đau đớn ở trong hỏa ngục. Như vậy thì đó là hai cái viễn cảnh mà sẽ xảy ra đối với con người. Và Thánh Gia Cơ khuyên rằng chúng ta nên nhìn xa hơn để rồi chúng ta không có buồn nếu chúng ta nghèo. Và chúng ta cũng không kiêu căng, chúng ta cũng không tự mãn nếu chúng ta giàu ở trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy cho nên cuộc sống hiện tại, cái nghèo hay là cái giàu đó, nó không phải là quan trọng. Nhưng mà đằng sau cái nghèo và cái giàu đó, đằng sau cái cuộc đời này, đằng sau cái cuộc sống mà tạm bợ, cuộc sống của khách trọ, cuộc sống của lều tạm, thì số phận của chúng ta như thế nào, đó mới là quan trọng. Và vì vậy cho nên ở đây Kinh Thánh khuyên những người nghèo đó là hãy nghĩ đến cái phần cao trọng của mình. Có nghĩa rằng anh em có thể có một cái đời sống cao trọng. Điều này không có nghĩa rằng tất cả những người nghèo thì đều sẽ có một cuộc sống cao trọng trong tương lai. Tất cả những người nghèo đều sẽ được ở thiên đàng và sẽ được hưởng phước hạnh giống như Lazarus, không phải. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta nghèo khổ mà chúng ta sống một đời sống tin kính Chúa, thà chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta ăn ở thanh liêm, chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta tin cậy vào Chúa như là Lazarus đã tin cậy, như là nhiều người ở trên đất này họ đã sống một cuộc sống dường như là nghèo khổ, giống như Phaolô, quý vị thấy ông đó là ngó như là nghèo khổ, ngó như là một người thiếu thốn, ngó như mà không có chi hết á. Cuộc sống của ông giống như là một người buồn rầu, một người đau khổ. Nhưng như Phaolô đã ghi lại ở trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 10, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật là làm cho nhiều người giàu có, ngó như không có gì mà có đủ mọi sự. Đấy, có thể đời sống của tôi và quý vị ngày hôm nay rơi vào trong cái tình cảnh đó. Phaolô là người đã từng bị ở tù, đã bị ghen ghét, đã sống trong cuộc sống thiếu thốn và ông phải rất là cực nhọc. Ông phải ban ngày đi rao giảng, rồi ban đêm trở về phải tự tay của mình và để mà may trại, may lều để mà có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân ông và đoàn truyền giáo của ông. Thì rõ ràng là một cuộc sống cực nhọc, rõ ràng là một cuộc sống nghèo khổ, và thậm chí hơn cái nghèo nữa là Phaolô đã phải bị tù nhiều năm ở trong tù và sau đó ông đã chết. Vì vậy cho nên thưa với quý vị, cuộc sống như vậy đó là nghèo, nhưng mà trái lại ông Phaolô ông nói rằng nhìn như vậy đó nhưng mà thật là giàu, nhìn như là không có gì hết nhưng mà lại có tất cả. Vì vậy cho nên cái lời khuyên dành cho người nghèo là hãy khoe mình về cái phần cao trọng. Có rất nhiều người nghèo giống như Lazarus, như là một người ăn xin, nhưng mà họ sẽ trở nên giàu có ở trong nước Chúa. Lazarus sau khi chết rồi, Kinh Thánh ghi lại rằng Lazarus chết, thiên sứ đem đặt vào lòng của Abraham. Người giàu cũng chết và người ta đem chôn. Đó là Kinh Thánh ở trong Luca đoạn thứ 16 câu 22. Thậm chí đối với Lazarus dường như cũng không có một cái đám tang. Người giàu chết người ta đem chôn, nhưng mà Lazarus thì không có ghi lại là có một cái đám tang rồi có tổ chức và đưa đón, gọi là tất cả mọi sự dành cho của một cái đời người khi chấm dứt. Thậm chí không có, nghèo lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi mà Lazarus chết đó, thì thiên sứ đem đặt vào lòng của Abraham. Và nơi đó ông được an ủi, được hưởng tất cả mọi điều mà người già giàu ở trong Luca đoạn 16 mơ ước cũng không có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người giàu đó hoặc là người nghèo, tất cả chúng ta đều sẽ chấm dứt. Và sau khi chấm dứt thì số phận chúng ta như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Và ai sẽ định đoạt cái số phận này? Đó là Thiên Chúa. Chỉ duy nhất Thiên Chúa là đấng có thể phê chuẩn cuộc sống của con người, để có thể phán xét, để có thể định đoạt cho cái số phận đời đời đó. Còn nơi con người của chúng ta ngày hôm nay, có thể chúng ta nhìn thấy cái cuộc sống người thì giàu, kẻ thì nghèo, và người giàu đó họ có một quyền lực lắm.
Đến nỗi cái lời nói của họ là ai cũng quan tâm hết. Còn người nghèo thì thưa quý vị, thậm chí là những người thân yêu của họ, thậm chí là những người trên đời này cũng đều coi họ như là một người xa lạ, à, không có tôn trọng. Tuy nhiên, trước mặt Đức Chúa Trời thì có phải như vậy không? Lý do mà Chúa khuyên những người nghèo đừng có buồn bã, đừng có vì lý do bất mãn mà đi ăn cắp, ăn trộm. À, đừng có rơi vào trong cái tình trạng là mình nghĩ rằng cuộc đời này bất công, cho nên mình muốn trả thù cuộc đời bằng cách là mình sống một cách gọi là theo cái gọi là lập cái công bình riêng của mình, có nghĩa là lấy cơn giận của mình để mà trả thù cái cuộc đời này. Và như Thánh Kinh nói rằng sự giận của loài người không có làm nên sự công bình đâu. Hãy phó thác đường lối của mình cho Chúa. Và thưa quý vị, ở trong đời sống của tôi và quý vị đó, cần phải biết rằng cái cuộc sống này là tạm bợ và chóng qua. Và Đức Chúa Trời nếu gửi cho chúng ta một hoàn cảnh, có thể là một giai đoạn, có nhiều người nghèo ở một giai đoạn thôi rồi họ lại được thoát ra cảnh đó. Cũng có một số người mà có thể đang suốt cả cuộc đời, từ khi họ vừa sinh ra cho đến khi họ qua đời, họ sống ở trong cái cảnh nghèo, bởi vì không có cách nào mà có thể đi lên được. Họ cứ phải làm thuê, làm mướn, mà nếu phải mượn nợ thì nợ chồng nợ, và họ sẽ suốt cả cuộc đời họ phải trải qua những cái ngày tháng rất là nghèo thiếu. Tuy nhiên trước mặt Đức Chúa Trời thì thưa quý vị, tất cả những người nghèo đó được Chúa quan tâm. Và Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu đã đến để mà rao giảng cho kẻ nghèo. Ở trong Tin Lành Luca đoạn 4 câu thứ 18, thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Như vậy thì Chúa đến, Ngài quan tâm đến người nghèo, à, chứ không phải là Ngài không quan tâm. Và tin lành được rao giảng cho cái người nghèo. À, và ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 5 cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho nên giàu có ở trong đức tin, và kế tự nước của Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Tạ ơn Chúa lắm. Đức Chúa Trời đã chọn kẻ nghèo ở trong đời này đặng làm nên giàu có ở trong đức tin, và là người kế tự của nước Ngài. Tạ ơn Chúa về câu Kinh Thánh này. Và đây cũng là một câu Kinh Thánh mà an ủi những người nghèo rất là nhiều. Trong khi người giàu vào nước thiên đàng khó lắm, bởi vì họ dễ kiêu căng, họ dễ tự mãn và e rằng họ quên Chúa. Như con của ông Dốt, ông Dốt nói rằng e rằng các con ta, quên Chúa. Ngày ngày tổ chức yến tiệc lên đền, và mỗi ngày như vậy thì ông Dốt đều phải ăn năn và phải cầu nguyện cho các con của mình, đã dâng những cái tế lễ cho các con của mình để mà xin Chúa thương xót. Là bởi vì trong cái hoàn cảnh giàu có họ có thể quên Chúa. Cũng như Chúa nói rằng khi mà dân Israel họ ở trong đồng vắng đó, thì họ lại nhớ đến Chúa. Nhưng mà khi họ vào ở trong đất hứa, nơi đượm sữa và mật, thì lúc bây giờ họ lại quên Chúa. Và đấy là một cái nguy hiểm, cái cạm bẫy cho cái người giàu. Cho nên khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong một cái sự nghèo khó thì cũng đừng buồn bã, đừng có rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta bất mãn, cay đắng và sống ở trong tội lỗi. Nhưng mà Kinh Thánh cũng khuyên chúng ta đó là đừng có sống một cuộc sống biếng nhác để rồi mình nghèo khổ. Bởi vì nghèo khổ nó cũng vẫn có những cái cạm bẫy và thách thức của nó. Cũng giống như người giàu có vậy. Chứ không phải là nghèo khổ là không có. À, cho nên trong khi mình nghèo khổ thì phải cầu nguyện để xin Chúa cho mình, để mình có một cái cuộc sống thanh liêm. À, ở trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 6, thà nghèo khổ mà ăn ở một cách thanh liêm còn hơn là giàu có theo con đường tà vại. Châm Ngôn đoạn 28 câu 6. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh nghèo khổ thì hãy phó mình cho Chúa, hãy tin cậy nơi Ngài và hãy sống một đời sống nghèo khổ nhưng mà vẫn tin cậy nơi Chúa. Như ông Dốt nói đó, nếu ông có nghèo, nếu thậm chí ông có bị mất tất cả hết và thậm chí ông có thể bị giết chết đi nữa thì ông vẫn tin cậy nơi Chúa. Chứ không phải như là bà Dốt, khi mà bà nghèo rồi thì bắt đầu bà không có muốn tin cậy nơi Chúa nữa. Ông Dốt mặc dầu mất hết của cải
mặc dầu bị bệnh, các con chết và bản thân ông bị một căn bệnh ngồi ở trong cái đống tro. Nhưng mà ngay trong hoàn cảnh nghèo nhất đó thì ông cũng tin cậy nơi Chúa. Ông sắp mình xuống và luôn luôn tạ ơn Chúa và luôn luôn suy gẫm về cuộc đời của mình. Cho nên ông nói rằng ngày trước lỗ tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng mà bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm ăn năn trong tro bụi, như trong Gióp đoạn 42 câu 5 và câu 6. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nghèo thì đừng vì cái nghèo đó mà mình bất mãn, chán nản. Và một lời khuyên nữa là cũng đừng biếng nhác. Bởi vì có một số người nghèo là do biếng nhác, do không chịu làm việc. Biếng nhác là gì? Biếng nhác là chúng ta có điều kiện để mà làm việc nhưng mà chúng ta không làm, thì đó mới là biếng. Còn một số người thì vì họ tàn tật cho nên họ nghèo, vì họ ở trong một cái hoàn cảnh không thể đi làm được, họ bị rơi vào một cái hoàn cảnh bế tắc khóc, thì đó không phải là biếng nhác. Đó là cái hoàn cảnh mà chúng ta phải trải qua, đó là cái trũng khóc lóc mà chúng ta phải trải qua. Thế thì thưa với quý vị, ngay trong cái hoàn cảnh đó chúng ta vẫn cứ bền lòng, vẫn cứ phó mình cho đấng tạo hóa thành tín, như Kinh Thánh dạy đó. Hãy tin cậy nơi Chúa, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, dầu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó. Cho nên ở trong Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 10 câu 4 cũng nói rằng kẻ biếng nhác sẽ nên nghèo hèn, còn tay siêng năng sẽ làm cho mình giàu có. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 thì Phaolô cũng nói rằng hãy khuyên những cái người biếng nhác là hãy nên dùng tay mình để mà làm việc, để mà có tiền nuôi sống bản thân mình và còn giúp đỡ cho kẻ khác nữa. Như vậy thì Kinh Thánh không có khuyến khích chúng ta sống biếng nhác để rồi nghèo khổ. Nhưng nếu chúng ta phải ở trong một hoàn cảnh nghèo khổ, chúng ta cố thoát ra nhưng mà cũng không không được, bởi vì hoàn cảnh, bởi vì cái sức khỏe của chúng ta, điều kiện của chúng ta, thì thưa với quý vị rằng hãy tin cậy nơi Chúa. Hãy luôn luôn biết rằng Đức Chúa Trời đã gửi đến cho mình những cái đau khổ thì Ngài sẽ bù lại. Giống như trường hợp của Lazarus vậy. Ông Lazarus là một người ăn xin, nghèo khổ và hàng ngày chờ những cái miếng bánh vụn ở trên bàn của người giàu để mà có thể sống qua ngày. Nhưng mà Lazarus lại là một người nhân đức, lại là một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nói như thế? Là bởi vì khi mà ông nhà giàu đó, ông nhớ lại là anh em của ông còn ở trần gian này cũng giàu, giàu nhưng mà họ không có tin Chúa. Họ không có một cái đời sống đạo đức. Cho nên ông nói rằng tôi e rằng là họ cũng sẽ đi đến cái nơi khổ hình này. Cho nên bây giờ ông đề nghị xin Abraham sai ai? Sai ông Lazarus về để mà làm chứng. Như vậy thì thưa quý vị, là bởi vì ông Lazarus đã có lòng tin cậy nơi Chúa và cũng là một cái người biết về Chúa, cũng là một cái người đạo đức, một cái người hằng nói về Đức Chúa Trời, cho nên bây giờ mới được người nhà giàu này tiến cử là xin cử Lazarus. Như vậy thì khi chúng ta sống trong hoàn cảnh giàu có nghèo khổ, giàu có khó khăn, như là Phaolô cũng đã nghèo khổ và như Chúa Giêsu cũng đã đến trần gian này ở trong một cái hiện thân rất là nghèo. Ngài sinh ra là nghèo rồi, sinh ra trong chuồng chiên bán cỏ. Ngài như con cáo còn có hang, con chim trời còn có tổ, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa không có chỗ gối đầu. Và Chúa đã trải qua một cuộc sống nghèo khổ, thậm chí khi Ngài chết đi thì cái mồ đó cũng là cái mồ của người khác, không có một sự chuẩn bị nào của gia đình cho chính cái mồ, nấm mồ của Chúa cả. Như vậy thì đời sống của Chúa Giêsu là một cuộc sống nghèo khổ. Và Ngài đến trần gian này, thì nếu chúng ta ở trong một cái giai đoạn nghèo khổ nào đó thì cũng đừng có buồn, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua những cái giai đoạn nghèo khổ. Và Phaolô cũng vậy, ông nói rằng ông cũng sống ở trong nghèo khổ, ông biết cái sự dư dật nhưng mà cũng biết cái sự nghèo thiếu. Và rõ ràng cuộc đời của ông rất là nghèo và khó khăn. Ông phải cực khổ lắm để mới có thể sống, nuôi bản thân mình và nuôi cái đoàn trì dạ. Chứ ông không phải là một người dư thừa, sung sướng như nhiều người.
Như vậy thì nhìn vào tất cả những điều này đó cho chúng ta thấy rằng Chúa không có coi thường những người nghèo giống như trần gian này. Trần gian này thì rõ ràng là người ta coi thường những người nghèo. Và thậm chí những người thân yêu của mình nữa, tôi thưa quý vị, cũng đều có thể coi thường mình. Ngay cả những cái người mà chúng ta tưởng rằng là họ yêu thương chúng ta. Nhưng mà nếu một ngày nào đó họ phát hiện rằng chúng ta không còn đồng nào nữa, chúng ta trở nên trắng tay. Giống như trường hợp của ông Job đó. Ngày xưa ông giàu có nhất ở tại xứ Uz, nhưng mà rồi ông lại bị cướp hết, rồi nhà sập, rồi con chết hết, rồi bản thân của ông là cũng bị bệnh nữa. Và ngay trong lúc này thì cái người mà gọi là bạn đời của ông đó, bà vợ của ông đó, thì đến nói với ông rằng: ủa, bây giờ ông còn tin cậy nơi Chúa sao? Hãy rủa sả Đức Chúa Trời rồi chết đi. Như vậy thì quý vị thấy không? Ngay cả cái người thân yêu, người vợ, cái người mà có thể nói rằng là sẽ cùng đi với mình ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thế thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bộ mặt thật của cuộc đời này là chúng ta bị coi thường, bị khinh miệt. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không bao giờ khinh miệt cái người nghèo. Quý vị để ý. Ngài đến trần gian này để chúng ta được giàu có mà. Ngài trở nên nghèo để mà có thể thông cảm với mọi người. Và Ngài muốn biến chúng ta trở thành những người giàu có thật. Cho nên nếu ai ở trong cái hoàn cảnh nghèo, thiếu, khó khăn, đừng có buồn, đừng có nhìn thấy người khác giàu có rồi mình phân bì, mình oán trách, mình bất mãn, hoặc là thậm chí có nhiều người nghèo cũng đã cố để mà trở nên giàu có và bất chấp hết tất cả mọi nguyên tắc, mọi cái điều mà Chúa không cho phép mình. Và họ đã rơi vào trong rất nhiều những cái tình trạng mà chẳng những đời sau bị trừng phạt, nhưng mà ngay đời này họ đã bị trừng phạt rồi. Cho nên lời của Chúa khuyên những người nghèo là hãy phó thác đường lối của mình cho Chúa và hãy sống một cái đời sống siêng năng. Và chúng ta nếu có nghèo thì nữa vẫn luôn luôn giữ một cái đời sống thanh liêm, như là Châm Ngôn đoạn 28 câu 6 khuyên chúng ta đó. Nếu chúng ta có nghèo khổ thì hãy sống thanh liêm, hãy sống một cách trong sạch, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Và Đức Chúa Trời là đấng trên trời, Ngài nhìn thấy được. Quý vị thấy Chúa Giêsu khi mà Ngài ngồi để mà xem người ta dâng hiến ở trong Luca đoạn 21 câu 3, khi Chúa Giêsu ngồi nhìn cái rương tiền để mà xem người ta bỏ số tiền vào, thì có nhiều người giàu bỏ nhiều tiền lắm. Nhưng mà Chúa nói là có một người đàn bà quá kia, bà đến, bà chỉ dâng có một cái đồng xu thôi, nhưng Chúa khen. Chúa nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ hóa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi kẻ khác. Thì để đi ha, Luca đoạn 21 câu 3, người đàn bà hóa này đã bỏ vào nhiều hơn hết so với những người khác. Trong khi có những khác bỏ nhiều tiền lắm, nhưng mà Chúa lại nói người dâng hiến ít nhất này lại là cái người mà đối với thiên đàng lại là một người dâng nhiều. Lý do là bởi vì người đã dâng những cái gì mà người có trong một cái điều kiện rất là khó khăn mà người đã dám dâng. Còn những người giàu quá thì họ chỉ bỏ những cái đồng tiền dư của họ mà thôi. Cho nên đối với Thiên Chúa đó, không phải như con người. Quý vị đến chùa, đến nhà thờ, quý vị dâng nhiều sẽ được người ta tôn trọng, được người ta nêu danh, được người ta đón tiếp, ca ngợi. Còn người nghèo thì quan ra chi? Đối với đời này và thậm chí trong các đạo, quý vị vẫn thấy được những cái cảnh tượng này. Tuy nhiên đối với Thiên Chúa thì không phải. Bởi vì Ngài không có nhìn bề ngoài mà Ngài nhìn ở trong tấm lòng. Cho nên tấm lòng của những người nghèo, có nhiều người rất là nghèo thưa quý vị, nhưng mà cái tấm lòng họ rất là giàu. Họ có cái phần cao trọng của họ nếu họ biết rằng họ là con của Thiên Chúa. Nếu họ sống ở trong đức tin thì tôi tin rằng họ sẽ vui thỏa, mặc dầu những điều ở trên trần gian này đáng khóc. Nhưng như follow nói đó, ai đừng khóc hay đừng có khóc nữa. Lý do là bởi vì chúng ta tưởng chừng như là đáng buồn, đáng khóc, nhưng mà họ vui mừng là bởi vì
họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên thông điệp cho những người đang nghèo khổ là anh em đừng buồn, anh em đừng bất mãn, anh em cũng đừng có bao giờ gọi là oán trách phân bì. À, bởi vì Đức Chúa Trời, tại sao Ngài giao cho tôi có một ta lân, người kia hai, người nọ năm, và rồi chúng ta bất mãn, là chúng ta không làm gì cả, chúng ta sống một cuộc sống buồn chán, có nhiều người nghèo rồi họ đi ăn nhậu, họ nói thôi mình nghèo rồi, cứ sống cái kiếp nghèo đi, coi như cái nghèo là cái số phận của mình. Đó không phải là điều mà Chúa muốn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng nếu chúng ta phải nghèo mà không có cách nào thoát ra thì điều đó cũng không sao cả. Có nhiều người nghèo về tiền của, có nhiều người nghèo về sức khỏe, vì thế có nhiều người sinh ra đời thì họ đã tàn tật rồi, họ đã không tay không chân, họ đã là người mù, họ đã là người bại liệt, họ là người câm, họ là người điếc, đó là những con người nghèo. Tuy nhiên nếu họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ nhiều hơn. Lý do là bởi vì Ngài bù lại những cái thách thức, những cái đau khổ mà họ phải trải qua trên trần gian này. Cho nên những anh em nghèo đừng có buồn, nhưng trái lại hãy vui. Hãy vui rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Đức Chúa Trời sẽ bù lại những cái gì mà chúng ta bị khiếm khuyết. Và từ đó chúng ta sẽ bền lòng tin cậy nơi Chúa. Chúng ta sẽ luôn luôn phó thác đường lối của mình cho Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời là công bằng, Đức Chúa Trời là yêu thương. Và Ngài chắc chắn sẽ bù lại những cái đau khổ của chúng ta, những sự hy sinh của chúng ta. Chúa nói ai vì Chúa mà hy sinh thì người đó sẽ được trăm lần hơn và được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta, để chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào hãy luôn luôn tin cậy nơi Chúa. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công bằng và đấng yêu thương. Những điều mà chúng ta phải trải qua dầu có vẻ thiệt thòi, kém thiếu hơn những người khác, nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng công bằng và yêu thương. Ngài sẽ bù lại cho chúng ta và Ngài sẽ trả cho tất cả mọi người, không phải là vì những cái gì bề ngoài của chúng ta, nhưng mà Ngài là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm. Ngài là đấng biết tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta có thể nói giống như Phaolô nói rằng ngó bộ như nghèo, ngó bộ như là không có gì cả, nhưng mà có tất cả, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 10 mà Phaolô nói, ngó như buồn rầu nhưng mà vui lắm, ngó như nghèo ngặt nhưng mà thật sự ra là chúng ta có thể khiến nhiều người giàu có, ngó như không có gì cả nhưng mà thật sự ra chúng ta có cả nước thiên đàng. Và xin Chúa ban phước trên tất cả mọi chúng ta, để tất cả chúng ta đều sẽ luôn luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Amen.